Cô chưa nhắc. Chắc chắc cô học điện thoại rồi. Chắc đang đi học xong không biết đâu. Cô đang chơi Free Fire đây. Đang chơi Free Fire phải không? Nghe đang làm gì ấy? Cháu đang xem. Sẽ gầy. Xin chào anh em nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Anh em ơi, ở trong cái video ngày hôm nay thì lại tiếp tục, mình sẽ lại tiếp tục lên cho anh em một con diều giá rẻ. Giá rẻ nhưng mà nó gấp đôi cái con diều đợt trước. Đấy, con đợt trước là 10.000 phải không nhỉ? Ồ, thì con này là bao nhiêu? Gấp đôi là bao nhiêu ạ? 20.000. Vâng. Mét mấy không? Tầm 1 mét. 1 mét à? 1 mét 20.000. Đuôi dài, khung siêu cứng. Siêu cứng các bạn ạ. Anh em đã từng xem mình làm con 1 mét đuôi ếch này, 1 mét cá bẹn này, thì các bạn sẽ biết là nó yếu như nào. Và đây là một con diều siêu cứng. Đối với mình nó là siêu cứng, nhưng mà nó vẫn có độ dẻo. 20 cành, 20.000 cho một con diều này. Có thả bao giờ chưa? Lên không? Ăn nèo hơi lệch tí. Không ăn nèo giữa, hơi lệch tí. 20.000. Lại của nghiện nhân trẻ này. Đấy. Con này chỗ nào Thái Bình nhỉ? Ờ, khu xóm Trúc, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Hưng Hà, Thái Bình à? Huyện Hưng Hà. Cháu này nó ở Hưng Hà, Thái Bình ấy các bạn ạ. Thế bảo chỗ cháu nó không ai chơi diều đâu, như nhiều video mình chia sẻ với các bạn ấy. Nhưng mà cháu nó tự xem, tự học tập làm được những con diều như này để bán. Đấy, rực rỡ không? Uy tín chưa? Năm nay lên lớp 6 à? Lớp 7. Năm nay lên lớp 7 à? À, nó lớn nhanh đấy nhỉ? Mình quay video nó lớn nhanh nhỉ? Nó lên lớp lúc nào mình không biết đâu. Dã man thật. Nhưng mà đối với mình, một cái con diều như này 20.000 thì nó gọi là quá rẻ rồi. Nó siêu siêu rẻ rồi. À các bạn ơi, trong đầu tháng sau thì mình có một cái chuyến gọi là chuyến đi đi cắm trại sinh tồn, gọi là thử thách sinh tồn ở trên Thái Nguyên 3 ngày đấy các bạn ạ. Đầu tháng sau chắc tầm mùng 4 âm đổ ra là bắt đầu mình lên trên đấy. Đó, anh em nào có ở trên đấy ra giao lưu mình nhá. Làm diều câu cá các kiểu, ok. Thì đây, trong cái video này thì mình chỉ muốn review cho các bạn xem về con diều này thôi. Khung thì cho các bạn xem. Chè khô không phải chè tươi, cho nên là anh em yên tâm. Không bao giờ ngót. Không ngót đâu, các bạn không phải yên tâm. À các bạn cứ yên tâm. nhầm lộn. Siêu cứng. Bây giờ nó đang có cơn gió nó hơi đẹp một tí, thì mình sẽ mang test cho các bạn nhé. Con diều này làm trong vòng thời gian bao lâu con? Cũng lại nửa ngày. Dạ, em làm diều nó lên tay rồi. Lên nâng cao tay nghề rồi. Có châm hương nữa đâu. Dạo này mình châm hương thì cháu chuyển sang nó kiểu nó khâu rồi. Để mà nói rằng ấy thì cái gì này á, lỗi áo may lỗi, hiểu không? Được cắn. Anh Dương may lỗi phải không? Áo này vừa áo của anh Dương mà áo anh Nguyễn Đình Dương may mà may lỗi, hiểu không? Gió đẹp quá con ạ, bây giờ khả năng mang đi test thôi. Phải cho cục đất lên đầu á. Cái con là chủ của con diều này, con thiết kế đi. Chú xong chú cầm dây cho. Anh em nào kết con diều này 20.000 qua nhà lấy nhá các bạn nhá. Đấy, cháu nó vừa mới làm xong con diều này, nó gọi mình xuống review các bạn ạ. Đấy, vừa mới test xong. Bùn đất ở mầm, đây. Mình sẽ cầm dây để cháu nó đi đâm. Đấy, gió đang đẹp này, thử luôn. Cho quả bóng lên đầu con. Em ơi, hình như gió nó hướng này này. Đâu? Nhìn ngọn cây à, hướng nào ấy? Ngọn cây kia kìa. Đâm thẳng lên nó cứ trao ra. Ok. Diều đỉnh. Không phải biết hướng chạy chứ. Không hướng chạy biết thế nào được. Gió đẹp mà. Gió này gió đẹp đi. Trời hôm nay nắng quá. Đâu? Nặn cục lẻ á? Để đất đắp vào đầu. Đừng đắp vào đầu mình là được. Hả?
Nào. Ấy giả lên luôn. Mút chưa? Hả? Không mút á? Xả dần đấy ôi à. Hả? Thế thôi, gần gì nhậu. Một cái chỉ này. Trình độ kéo quá gà. Gió hướng nào ấy? Hả? Gió trưa để gió hướng nào ấy? Kia này nhìn ngọn cây mà chơi. Gió nó kiểu hướng này này. Này. Mình sẽ đâm lại đoán 2. Này chắc đúng hướng gió. Không mút à? Ôi. Hả? Cái gì? Đây anh em à. Mất chiếc sắt rồi. Đây cũng gần đây. Chưa mất. Đứng bên dưới này. Nắm chặt chặt tí vào. Đứng xuống dưới này không có trao lên nữa. Cái này thôi không phải mắc. Và từ từ xem có gió đã. Hả? Đâu? Thế đâm thôi. Thấy mát mát đâm thôi. Đây rồi, gió đang về đây rồi. Gió đang về rồi. Đây rồi. Đây rồi, đây, đâm. Đâm. Ôi dồi ôi, chạy. Chạy bán sông bán chết. Ở khi kéo rồi. Con này khó lên thế. Gió yếu khó lên. Con này phải gió to. Căn bản tại khung cứng quá. Con này phải chơi hàng bão. Mỏi quá. Nó quẩn không bằng trên đồng anh được. Không bằng đồng trên thành phố được. Cái này thung lũng. Khi anh qua thung lũng thì bóng đêm nó sẽ ghì bàn chân. Con này chỉ chơi bão các bạn ạ. Con này chỉ có chơi bão thôi. Yếu yếu như này khả năng diều anh em mình lên được nhỉ. Diều làm cứng quá các bạn ạ. Lên nó vẫn ok, kéo về tận tay được nhưng mà
nặng quá, con diều nó nặng quá. Nhưng mà nếu mà các bạn thích chơi bão thì bỏ 20.000 ra để mà chơi được bão, chơi cái loại gió to mà khung nó rúm vào nhau ấy mà nó vẫn đứng ấy thì chơi con này là các bạn ạ, được. Mệt vãi ạ. Mệt thật. Mệt không con? À diều mệt không? Mệt này sao vẫn thích chơi? Nghiện. Tại vì sao? Mệt như thế này con vẫn thích chơi. Tại vì bỏ sao? Chưa? Bỏ diều chưa? Chưa chưa? Vẫn chưa chưa? Vẫn chưa bỏ diều. Thế này nhầm nhò gì? Nghẹn chân chính. Này bình thường, không bằng mấy con to anh em mình đâm nhỉ. Đâm to xong đi nhặt cơ. Ôi trời ơi, mệt lắm người các bạn ạ. À. Có khả năng. Có khả năng là mình xin phép này, cuốn đi. Khả năng là mình xin phép kết thúc video tại đây thôi, để cho con cầy cuốn dây. Anh em nhìn mình mồ hôi mồ kê tướt từ lưa này. Ướt hết áo rồi. Này, nhìn cậu này này. Đây là một bộ môn chơi đây. Dây đây. Chiều có thả không? Chiều có gió có thả không? Chiều gió to thì thả. Hoặc tí nữa có gió có thả không? Tí nữa thì cháu vớt diều thôi. À lại đang vớt diều á? Vâng. Đang làm diều cho khách à? Đâu, cháu làm chơi. À ok. Hơn 2 mét. Hơn 2 mét cơ á? Vâng. Ây da, ok đấy. Hơn 2 mét thì thường bán tầm bao tiền con? Chắc tầm 200. 200 à? À 1 mét 100. Diều to là nó tính theo cái kiểu tiền khác rồi các bạn ạ. Nó không tính kiểu mấy chục nữa. Mệt rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình nhá. Chủ yếu trong cái video này. Đẹp thì mới bán được hơn 200 thôi. Đúng rồi, đẹp mà. Còn xấu thì bán thì tầm 150 rồi. Không đến 100. Không đến 100. Cố gắng làm đẹp lên con ạ. Vừa để chơi mà vừa bán được. Mình cảm giác nó quá mệt rồi. Trong cái video này thì chủ yếu là mình muốn cho các bạn xem quả siêu phẩm chiến bão của cháu nó. Con này đúng chiến bão rồi, gió to mới chơi được phải không? Ừ. Đấy, làm con này chủ yếu chơi gió to à? Ừ. Ok, nào chú xuống chú tặng cho quả sáo. Mấy hôm chú ở nhà chú quên. Nào xuống chú tặng cho quả sáo bằng con này, tầm này. Ok, để lắp lên con diều 2 mét đấy. Bây giờ thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình từ đầu đến giờ nhá. Giờ thì xin phép chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Anh em cảm thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ các anh nhá. Bye bye. Bye bye đi em. Bye bye. Chào mọi người đi em. Con, cháu.